Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì cũng bao nhiêu vào clip khác, hôm nay mình sẽ review cho các bạn món ốc bươu nướng mỡ hành. Và đặc biệt hơn, hôm nay mình sẽ nướng ốc bươu này trên một cái công trình thế kỷ. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Yeah. Đây là cái lò này mình làm từ khá giờ các bạn ơi. Thấy đẳng cấp không? À, và sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem quy trình để làm cái lò này nhé. Ơi, xin chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ làm từng bước quy trình để mình nướng con ốc bươu nha các bạn. Đấy, đầu tiên mình bỏ ốc bươu vô lại cái vỏ đó này. Đấy. Sau đấy mình sẽ thêm một ít mỡ hành này. Cái chén mỡ hành này mình đã chuẩn bị đây các bạn. Đấy, thấy chưa? Thêm một ít mỡ hành này, đấy, vô cho nó có độ dầu sôi. Đấy. Rồi. Bón bếp nướng, sau đó mình chỉ bón bếp nướng thôi. Sau khi nào mà nó còn chín đó các bạn, mình sẽ bỏ cái hỗn hợp hành phi này, xả phi và ớt phi vào trong con ốc, sau đó mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Rồi, đây, mở điện thoại bỏ lên cái lò vi sóng của anh đi. Công trình thế kỷ của điện thoại các bạn ơi. Và cũng nói rõ với các bạn nha. Trước hết thì các bạn nên luộc sơ qua con ốc bươu này. Sau đó bạn cần cạy ra để bạn lấy cái chất dơ đó đi nha. Mặc dù mình ngâm nhưng mà trong con ốc này vẫn còn cái chất dơ của nó. Bụng đó các bạn. Như cái bụng nó còn mấy cái ruột ấy, mình lấy ra cho sạch, ăn cho sạch sẽ. Các bạn cảm thấy âm thanh gì không ạ? À? À, nó sôi điện thoại. Đó. Nó sôi rồi các bạn ơi, nghe sụp rồi các bạn ơi. Con này chắc rồi, cũng như mọi khi thì vẫn là chén muối hiện thoại thôi. Siêu cây với thoại. Vẫn siêu cây thôi. Cái này có thì bị chanh luôn nha các bạn. Ốc chín rồi á. Mình vừa bóp trên cái vàng nướng thế kỷ này thì nó là chín rồi các bạn ơi, nó sôi nè các bạn. Đây, mời các bạn.
Đó, các bạn nghe không ạ? Ôi, rất hấp dẫn. Thơm các bạn ơi, thơm thơm mùi mỡ hành này. Bây giờ mình làm gia vị, mình cho ớt rồi vô chứ? Có chứ. Ớt phi này, có ớt phi hành tí hết, bỏ ớt phi hành phi vô này. Đấy, chồng ơi. Sau khi nướng tầm 5 đến 7 phút thì con ốc chín rồi nha các bạn. Tại vì ốc này mình luộc trước rồi, mà mình đã luộc mình làm sạch trước rồi. Nên bây giờ nướng chỉ cần nó sôi dầu lên là ốc nó sẽ chín thôi các bạn. Mình thêm một ít hành phi vào nha. Phi chả băm, chả phi này. Ôi ôi, nổ các bạn ơi. Vụ nổ hết ký Big Ben. Nhiều quá, nhiều quá. Cho thêm ít hành phi. Hành phi, tỏi phi nha các bạn. Đó. Đó. Rồi thì mình thử thưởng con xem nó chín rồi nha các bạn. Ui, thơm không? Thưởng con đã. Để cho nó nguội tí nha các bạn ha. Dầu đang sôi này. Thuộc ục này. Trời, cho nó nguội tí rồi anh em. Con này, này có tăm kìa. Dít ra đen. Trời nóng quá. Đi ra thử coi. Review cho anh em ăn thử coi hấp dẫn không. Đâu quay qua đưa con ốc lại gần cho anh em xem nào. Wow. Chết các bạn ơi, ngon quá. Ờ, chấm cái siêu kê nữa không? Mình chấm miếng muối ớt nha các bạn. Đó, muối ớt chanh này.